Tiếp theo là chúng ta xét cái ví dụ gia hàm chi tiêu. Đối với lập cái ví dụ về đạo hàm giá trị căn biên đó, thì một cái hàm chi tiêu hay là hàm tiêu dùng, tức là cái C đây là cái mức tiêu dùng của các hộ gia đình, còn cái Y ở đây là mức thu nhập quốc dân. Thì ở trong cái bài này đó thì nó yêu cầu tìm hàm xu hướng tiêu dùng căn biên, thì cái đạo hàm của hàm tiêu dùng á hoặc là hàm chi tiêu á thì nó sẽ ký hiệu MBC và nó gọi là hàm xu hướng tiêu dùng căn biên. Như vậy thì ở câu A đó thì mình sẽ tìm hàm xu hướng tiêu dùng căn biên, tức là hàm MBC. Thì hàm MBC nó chính là đạo hàm của cái hàm CI này, tức là nó là C phẩy y. Thì ở đây ta có là AI tức là cái biến của nó là biến y, biến của nó biến y, còn a là hằng số, cho nên khi mà mình đạo hàm ra thì nó bằng a. Còn cái chỗ này là hằng số, b là hằng số, cho nên đạo hàm ra nó bằng không. Đấy, vậy thì cái hàm, tức là mọi ở mọi cái mức y á, thì cái đạo hàm cái hàm MBCI này nó đều bằng a hết. Thì cái ý nghĩa kinh tế của cái hệ số này như sau đó, thì này, tại do cái MBCI là lúc nào nó cũng bằng a, có nghĩa là tại cái mọi mức thu nhập y, thu nhập y, tại mọi mức thu nhập y, nếu nếu cái thu nhập mà nó tăng một đơn vị, tăng một đơn vị thì cái tiêu dùng, thì cái mức tiêu dùng đó, mức tiêu dùng nó tăng xấp xỉ a đơn vị. Thì thông thường cái a này là một cái số lớn không nhỏ một, số lớn không nhỏ một có nghĩa là gì? Ví dụ như a bằng 0,8, thì có nghĩa là nếu như thu nhập mà mình tăng lên 1 triệu đồng thì mình sẽ chi tiêu tăng lên là xấp xỉ là 0,8 triệu đồng. Đại khái như thế.